kết thúc ở chỗ này. Mai và An đến đón ở trong thành phố nhưng mà lâu lắm, cho nên sẽ An chạy qua nhiều đường tìm chỗ đậu xe. Sáng tới giờ, Mai với An cũng chờ ở thành phố đến 6 giờ mà không thấy gì hết, cho nên thôi ra đây. Phải đi vòng qua bao nhiêu là con đường mới thấy được đoàn đua ra tới rồi. Bây giờ là đoàn đua đi vào thành phố á. Đoàn đua đang chạy vào thành phố. Đây là những đoàn xe mà theo đi ủng hộ thôi, chứ đoàn đua là đã qua rồi. Dân Pháp kiên nhẫn dễ sợ. Họ đã chờ đợi từ sáng tới giờ đấy.
Man auto is mellow. Okay. Auto in. Và đoàn đua đã qua rồi. Kiên nhẫn quá. Bravo. Anh nói em bé là chờ lâu quá ngủ luôn. Bravo. Bé này con vẫn dẫn dưng hả? Đoàn cờ xí đây. Và đây là hai cảnh sát này. Cảnh sát đại diện. Okay.